Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu EU Joseph Borrell cho hay viện trợ quân sự của khối này cho Ukraine đã đạt 27 tỷ euro, tương đương với khoảng 28,8 tỷ đô la Mỹ kể từ khi nổ ra xung đột với Nga hồi tháng 2 năm ngoái, một con số cao kỷ lục trong lịch sử EU. Kể từ khi xảy ra xung đột tại Ukraine, EU và các quốc gia thành viên đã cung cấp khoảng 89 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ tài chính quân sự và nhân đạo cho nước này. Trong đó hỗ trợ quân sự bao gồm đạn dược, hệ thống phòng không, xe tăng cũng như các loại vũ khí và thiết bị khác. Hồi tháng 7 năm nay, ông Borrell đã đề xuất thành lập một quỹ trị giá 20 tỷ euro tương đương với 21,4 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ Ukraine trong 4 năm tới. Quỹ này dự kiến sẽ giúp Kiev trang trải chi phí mua đạn dược, tên lửa và xe tăng cũng như huấn luyện binh sĩ. Các bộ trưởng quốc phòng EU dự kiến sẽ thảo luận về kế hoạch tại Bruxelles, Bỉ trong tuần này. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao cho hay nhiều quốc gia, trong đó có Đức, đã bày tỏ sự dè dặt về việc cam kết số tiền lớn như vậy trước vài năm.